nên là Phượng đi thì cũng có cái sự tự tin khác, còn Toàn là bây giờ đều là mới mẻ hết. Phượng đi ra có vợ đi cùng. Có vợ đi cùng nữa. Yên tâm. Đây là xe của Công Phượng gửi cho bố Văn Toàn lái. Xin chia sẻ với cả nhà, đây là căn nhà của Văn Toàn đây ạ. Rồi, tạm biệt Minh Vương. Chúng ta lại thẳng tiến đến nhà của Văn Toàn. Như vậy là cũng giống như là tìm đến nhà của Trần Minh Vương vậy. Thì cứ đi đến Phú Tảo 3, sau đó là hỏi người dân địa phương là sẽ tìm được nhà của Văn Toàn. Bây giờ thì mình đang ở trên đường đi vào nhà của Văn Toàn đây. Đó, tới đây nè, quẹo trái. Chào cả nhà, đây là hẻm nhà cầu thủ Văn Toàn. Và bây giờ thì mình sẽ đến với gia đình của Văn Toàn. Đây rồi, mình đã từng đến nhà của Văn Toàn một lần cho nên là cũng không còn quá xa lạ nữa. Chú Tạo ơi. Dạ, con chào cô. Con chào chú. Trời ơi. Dạ, đây bố mẹ của Văn Toàn. Con chào cô. Dạ. Trời ơi. Ôi, con cứ tưởng là nhà từ Minh Vương chạy về đây thì gần 40 mấy cây số. Dạ. Hồi kẹt xe nữa. Dạ. Minh Vương về quê. Dạ, Vương đang ở đây. Vương đang ở đây. Đây bà xã con. Dạ. Mình chuẩn bị gì cho Tết chưa chú? Dạ. Hôm nãy con nhắn Toàn mà hình như không biết giờ có tập chưa. Tập ba nhỉ cho nghỉ. Dạ. Toàn đến sang sang thôi nhà bà. Dạ. Chút nữa con sang cái nhà đang xây. Chút nữa chú dắt con qua. Dạ. Dạ. Những tấm ảnh rất đẹp và rất là vinh dự của Văn Toàn. Hình ảnh ở Học viện Hoàng Anh Gia Lai, VNG. Hình anh chàng rồi hồi. Lúc này là bao nhiêu tuổi nhỉ chú nhỉ? 13 tuổi. 13 tuổi. Đây là chị đúng không? Chị nhà chú. Dạ, chị lớn. Chà, năm nay Toàn không đón Tết ở nhà không biết nào. Tại hôm bữa con hỏi thì Toàn nói là còn chờ cái visa. Bây giờ cuối tháng 1 về. Dạ đó, thì đó, không là cuối tháng này về. Về mấy ngày? Dạ. Dạ. Quý. Đã gọi thì ok. Cái nhà rồi phía sâu ở trong này cái phòng trọ. À đúng. Ở ngoài đông tối đông vui lắm. Đông. Đông lắm loại đi qua đấy. Nhưng mà cái quán của con chỉ bán được buổi tối thôi. Cho nên là bao nhiêu nguồn doanh thu là cứ chờ vào tầm khoảng 6 giờ chiều trở đi là bắt đầu khách nó kiểu giống như công nhân mà đi làm này, chạy ra uống hoặc làm tối ăn cơm xong rồi không bằng ngày. Thế là mình đây Toàn cũng ở Hải Phòng cũng quán xá cũng thế có vẻ được. Dạ, chỗ Hải Phòng anh Tăng Việt Thành đến quản lý à? Quản lý. Dạ. Mấy thằng ấy thằng ba nhóm chung đấy. Dạ. Toàn mấy thằng bé ở Tân Hà đấy. Dạ. Cả mấy anh em cứ để cho anh em kinh doanh góp vốn cũng được. Giờ con cái quán của con cũng còn 20% thôi chứ không có nhiều. Chú con mừng tuổi chú. Cô chú ui sức khỏe. Mấy khi à? Dạ. Thật đấy. Trời ơi, cả năm mới về thăm cô chú được. Dạ. Chú cái này là cái này là thủ tướng tặng. Dạ. Phúc này. Dạ. Tặng năm ngoái, năm 18 thì. Toàn đang báo. Chia sẻ gì? Toàn có hay chia sẻ gì nhiều không chú?
Toàn thì bỏ cái này tập thì cũng toàn mới tập được hôm qua tập chính, còn nó nọ toàn tập ấy thôi. Tập một cái tập ngoài đường tuyết, ngoài đường biên thì tập chạy chúng tôi thôi. Thế ông nhân viên này cũng bảo toàn tôi cứ tập nhẹ nhẹ thôi, thì mệt thì nghỉ. Vì nó mới đá giải xong cũng mệt. Thế mà thùng là toàn bảo thế ăn uống thì bảo ăn có hợp với hợp không ạ? À, tức là hợp không vậy. Nhưng mà thực ra thì bây giờ vẫn là đang ở bên Thái. Đấy. Nhưng mà Hàn cũng thực ra con nghĩ là toàn với cái ẩm thực ở Nhật, ở Hàn hay là ở Thái cũng tương đồng Việt Nam mình, nên là không khó khăn về ăn uống. Có cái năm nay sang Hàn thì mình ăn tự nấu, cho nên đôi khi nào mình phải cái tự nấu ăn. Và một trong mẹ toàn sang. Dạ. Bỏ con người yêu vợ thì sang cái đẹp hai chồng sang cái đẹp quá. Nếu mà 1-2 tháng ổn thì đưa đấy, bác sang cũng được, hai mẹ con. Thì ăn uống thì nó đôi khi nó thật ra đi tập về một mình nấu nướng đôi khi là ăn uống đôi khi nào nó cũng hơi bị ấy tí. Nhưng mà có người chăm sóc được nữa. Dạ. Yeah. Phượng nó ở xa, nó có vợ, có xa mình để giúp việc đấy cho người ta. Dạ. Yeah. Yên tâm, mà đi đâu cũng có vợ chồng nó cảm thấy đấy. Trước mắt là 1 năm phải không chú? 2 năm. Ừ. Thế thì sẽ có cái khoảng thời gian để toàn thích nghi. Đấy. Yeah. Cái đó là rất là quan trọng. Mấy bữa nay có chia sẻ với chú gì về cái lối chơi của đội kia không? Nói toàn thì bảo là hôm qua tập chính, bảo cái anh đá thì cũng được. Không yeah. Con theo đuổi được không? Bảo con theo đuổi được. Ừ. Theo đuổi được là vui rồi. Yeah. Ăn uống bỏ thích, con đi ăn quán nào không đấy, là đội đi ăn quán. Yeah. Bảo toàn thôi thì con có mình vào cái này đội vui vẻ ấy, cho nó va chạm cho tiếp, nó gọi là bạn bè nó gần nhau cho nó giao tiếp cho nó gần. Bên đây tiếng Tâm thì cũng ít người cầu thủ Hàn ít biết ít tiếng Anh, chỉ còn mấy ông. À, cầu thủ Hàn đúng là tiếng Anh là biết ít. Có một ông Nhật, ông Brazil. À. Một ông gì nhỉ? Bốn ngoại. Ừ. Cái tiếng Hàn thì toàn học tạm tạm chứ. Toàn học ở tiếng Hàn toàn học ít rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà không nói là cũng hiểu. Dạ. Yeah. Chịu khó đó. Con thấy có mấy cái clip mà suốt ngày đi trên máy bay là cầm điện thoại rồi học mấy cái câu. Tôi bỏ thôi thì học thì con phải thôi thì sao cái nào tôi bỏ là sao là vất vả. Dạ. Đầu tiên mình sao dù sao mà cái môn thể thao nó cạnh tranh thì mình tập luyện nó phải. Dạ. Ăn uống phải tốt. Dạ. Mình mà nó lại là thì sức lực không có nào nặng và bố yên tâm. Dạ. Còn nói chung là nó cũng lớn rồi. Đây cũng là lần đầu tiên xuất ngoại. Ngoại. Dạ. Phượng hay là Tuấn Anh trường thì đi rồi. Ừ. Nên là Phượng đi thì cũng có cái sự tự tin khác. Còn Toàn là bây giờ đều là mới mẻ hết. Phượng đi là có vợ đi cùng. Có vợ đi cùng nữa. Yên tâm. Ăn uống sao có vợ nó chăm sóc tốt. Thế Toàn tự nấu ăn thì nấu được cái gì chú? Còn nhà Toàn thì thật ra nó đi đấy, thật ra thì nấu mấy khi nó nấu đồ ở trong đấy nó nấu gì? Ăn quán hay ăn đi chắc đi ra quán. Về nhà thì bố mẹ nấu. Dạ. Mẹ còn đâu. Chắc sang đấy thì thế các anh bảo là nếu gì thuê cho người nấu nướng. À. Đó. Vậy cũng hợp lý. Okay. Còn đợi khi nào cô sang thì khác thì lúc đó lại thoải mái hơn. Nhưng mà đến lượt cô sang là cô cũng phải tập thích nghi á. Tức là cũng phải đi chợ, đi siêu thị như thế nào, mua như thế nào, tiền bạc như thế nào. Xe cộ, bỏ xe cộ, dạ. Dạ. Cũng cũng là những thử thách rất là thú vị của Văn Toàn trong thời gian tới. Dạ. Con cảm ơn chú có những chia sẻ rất là thú vị về Văn Toàn. Bây giờ thì hai chú cháu sẽ đi sang bên căn nhà mới của Văn Toàn để xem như thế nào. Sau đó thì mình cũng xin phép là tạm biệt gia đình.
Đây là xe của Công Phượng gửi cho bố Văn Toàn lái. Vẫn còn biển số Gia Lai 81-27374. Công Phượng đi Nhật và có điện thoại cho Văn Toàn, hỏi là mày có lấy xe để lái không. Nhưng mà Toàn thì cũng đã có xe, nên là Toàn bảo là thôi để cái xe này cho bố Toàn lái cũng được. Anh của Toàn vào Pleiku và lái về tới đây. Và bây giờ thì mình cùng với chú Tạo sẽ sang bên căn nhà sắp hình thành, sắp xong chưa chú? Xong. Dạ. Của Văn Toàn. Dạ con xin phép ạ. Đó, con đậu xe tạm ở ngoài này. À. À đi đi hướng nào chú? Đây dạ. Đây phải đập cửa ra cho máy xúc vào. Dạ. Đập. Dạ. Wow. Ấn tượng với ông em luôn. Quá giỏi. Trời ơi, quá giỏi luôn á Toàn. Dạ. 270 mét vuông đó. Dạ. Đây con đứng lùi xa xa ra quay mấy đã mới tận. Xin chia sẻ với cả nhà, đây là căn nhà của Văn Toàn đây ạ. Trời cha, quá giỏi luôn á. Dạ. Tuyệt vời. À, diện tích sàn là 270 mét vuông một sàn, một trệt một lầu hả chú? Dạ vậy là quá đẹp rồi. Ô cây đào quá đẹp, nở rực rỡ nữa. Hy vọng rằng là 2023 sẽ là một năm đáng nhớ đối với Văn Toàn trong sự nghiệp của bạn ấy. Ở dưới thì khoảng bao nhiêu phòng chú? Một phòng ngủ. Dạ. Phòng ăn của khách này. Dạ. Phòng này là phòng ăn ạ. Dạ. Còn kia là bếp. À bếp phụ ở ngoài đấy. Ôi. Toàn giỏi thiệt. Quá. Dạ. Rộng nha. Còn đây là phòng khách thì thôi rồi. Quá tuyệt vời. Dạ. Dạ. Không gian rất là rộng, mai mốt để đồ là thoải mái luôn. Đây là một phòng nè. Dạ. À, đây là phòng của Toàn. Đó. Rất rộng luôn. Dạ. Bên kia là nhà mình đúng không? Dạ. Dạ. Quá rộng luôn á chú. Rất là thoáng và mát nữa. Nhà này cái là các cửa chính đều có ban công hết. Dạ. Quay từ riêng rẽ xung quanh. Dạ.
Ủa còn cầu thang kia là mình để lên cái gác thượng hả chú? Dạ. 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 Thôi. Cái này là khoảng được xây được bao nhiêu lâu rồi chú? Từ tháng 2 đến giờ dự kiến là khoảng bao nhiêu lâu là nữa là xong chú? Dạ. Sân vườn nữa. À. Dạ. Đúng rồi. Công trình này rất là lớn. Hello cả nhà, như vậy là cả nhà vừa mới xem xong một đoạn clip cực kỳ là thú vị về trải nghiệm của vlog ngoài đường pit đến với nhà của cầu thủ Nguyễn Văn Toàn. Rất vui khi được sự đồng hành của quý khán giả trong suốt một năm vừa qua. Và lúc này ở trên tay mình là món quà đến từ TikTok Việt Nam đã gửi tặng cho vlog ngoài đường pit, một món quà ghi nhận toàn bộ thành quả quá trình tác nghiệp của ngoài đường pit trong suốt một năm 2022 với rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Và đây là những ghi nhận cho người sáng tạo nội dung liên quan đến bóng đá Việt Nam năm 2022. Rất cảm ơn TikTok và ngoài đường pit cũng rất cảm ơn YouTube cũng đã hỗ trợ cho mình trong suốt một cái hành trình mang đến nhiều trải nghiệm thú vị liên quan đến bóng đá Việt Nam, mang đến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam những thước phim, những hình ảnh tuyệt vời về các huấn luyện viên của bóng đá Việt Nam, rất nhiều các cầu thủ Việt Nam trong năm 2022. Và đây cũng chính là một cái động lực rất là lớn để ngoài đường pit có thể cố gắng mang đến cho quý khán giả thêm nhiều những cái hình ảnh, thông tin thú vị về bóng đá Việt Nam trong năm 2023. Bây giờ thì cũng đã gần tới giao thừa và ngoài đường pit xin chúc cho cả nhà một năm 2023 thật nhiều niềm vui, sức khỏe, an lành và vạn sự như ý. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình tác nghiệp tại năm 2023 tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Xin cảm ơn. Cùng Cun du ngoạn thiên nhiên, săn quà khám phá, sưu tập thẻ Cun đổi quà cực Cun. Săn ngay thẻ khám phá có trong mỗi lốc sữa Cun 110 hoặc 180ml bất kỳ. Sưu tập 24 thẻ khám phá đổi ngay một gối siêu Cun. Thu thập được 36 thẻ khám phá đổi được một áo choàng biến hình Cun. May mắn săn được thẻ đặc biệt nhận ngay một liều Cun siêu cấp. Nhánh tay sưu tập thẻ du ngoạn trong mỗi thùng sữa Cun túi 110ml bất kỳ. Tích lũy được 4 thẻ du ngoạn đổi ngay một túi rút siêu Cun nhiều ngăn tiện lợi. Tích lũy 8 thẻ du ngoạn đổi được một áo mưa siêu Cun. Săn được thẻ đặc biệt sở hữu ngay vali du lịch 3D cực chất. Cùng Cun thỏa thích khám phá, săn quà tươi vui. Săn ngay thẻ Cun tươi vui trong mỗi lốc sữa Cun tươi vui hoặc Cun dạng chai 90ml. Thu thập được 6 thẻ Cun tươi vui đổi liền tay một sách tô màu ma thuật. Thu thập được 12 thẻ Cun tươi vui đổi ngay một bộ bút tô màu siêu Cun. Tích lũy được 24 thẻ Cun tươi vui đổi được một bộ chén đĩa siêu Cun. May mắn săn được thẻ đặc biệt sở hữu ngay một xe scooter siêu chất. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Săn thẻ Cun vậy thôi các bạn ơi.